Ok. Dạ, chị vui lòng bắt đầu từ đầu. Vâng. Trước hết tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hường. Dạ. Vâng. Tôi tham gia cả 4 khóa học của chị Trần Ái Liên, của diễn giả Trần Thị Ái Liên. Dạ. Vâng. Và đó là khóa học. Đó là khóa học cha mẹ đồng hành, cha mẹ hồn nhiên và cha mẹ am hiểu và thoát vòng bạo lực. Dạ. Và cái cảm xúc mà cái lời nói ngắn gọn của tôi muốn gửi lời tri ân tới cô Trần Thị Ái Liên. Dạ, cảm ơn. Vâng. Đó là cái sự thay đổi nhận thức trong tôi. Dạ. Nó thay đổi rất là nó thay đổi rất là nhanh. Dạ. Bởi vì sao tôi lại nói như thế? Nó có một cái sức thuyết phục, đó là nó giàu tính nhân văn và giàu tính khoa học. Nó hết sức là khoa học, nó mang cái tính của tâm lý lâm sàng hết sức là khoa học và nó giàu cái tính nhân văn. Và cái tính nhân văn đấy chính là cái sự nhân văn dành cho trẻ em. Cái sự nhân văn đó là đồng hành cùng trẻ em, đồng hành cùng con mình, hiểu con mình và từ chối bạo lực. Cái đấy là cái mà làm cho tôi thay đổi nhận thức và thay đổi rất là nhiều thứ, không chỉ đối với con mà đối với tất cả mọi người xung quanh. Còn cái lớp thoát vòng bạo lực này thì chị nghĩ sao? Cái lớp thoát vòng bạo lực. Cái cảm nghĩ riêng về thoát vòng bạo lực thì tôi thấy rằng là tôi được trải nghiệm rất là nhiều cái trò chơi tâm lý. Và cái trò chơi tâm lý này đã giúp tôi nhận diện ra, nhận diện ra những cái mà tôi tự trói buộc từ trước nay, là cái bạo lực có thể là do mình tự áp đặt. Mình tự đóng khuôn và mình định dạng cái bạo lực đấy. Và cũng có thể là do cái quan niệm, chính cái quan niệm của mình, cái quan niệm văn hóa nó có chưa được tiến bộ của mình, nó đặt lên cái bạo lực lên người khác. Nó trói buộc người khác. Và khi mà tôi cho chơi trò chơi tâm lý này thì tôi nhận diện ra, tôi định dạng ra được những cái dạng bạo lực. Và tìm và biết cái cách vượt qua được cái bạo lực đó. Và kiểm soát cảm xúc của mình, kiểm soát cái sự, những cái thử thách mà mình đối diện, mình phải gặp phải. Thì đấy là những cái mà bài học tôi rút ra được. Vâng, vậy thành phải nói một lần. Xứng đáng không? Tôi thấy rằng là nó vô giá. nó là một cái nó là một cái sự tình cờ, tôi hết sức là tình cờ khi mà con gái tôi bị trầm cảm. Thì tôi có tìm hiểu và tôi có biết đến cái khóa học này. Và tôi nghĩ rằng là nó, cái giá trị nó mang lại, nó thực sự là nó là giá trị vô giá. Bởi vì nó khai sáng nhiều cái nhận thức. Nó khai sáng nhiều cái nhận thức trong tôi. Nó khai sáng những cái sự hành xử đối với con, rồi hành xử đối với chính cả bản thân mình. Cái thay đổi nhận thức trong bản thân mình. Và phải nói một lời nữa cảm ơn tới cô Trần Thị Ái Liên. Bởi vì là từ khi mà tôi học về thì tôi cải thiện được cái môi trường sống trong gia đình rất là nhiều. Nó có sự thay đổi rõ rệt. Và nó thay đổi cả trên cái nét mặt của con tôi, từ cái nụ cười của con tôi. Thì tôi rất là cảm ơn nó. Và tôi còn nhấn mạnh rằng là nó, tại sao nó lại thay đổi nhanh như thế? Có người học 10 năm hoặc là có những cái mái trường mà người ta học mãi mà người ta không thay đổi được. Nhưng mà bởi vì là nó, tôi không biết là bản thân mọi người nào, nhưng mà tôi cảm thấy dễ dàng tiếp nhận. Bởi vì nó mang đầy cái tính nhân văn. Đầu tiên nó phải mang tính nhân văn đã, nó phải từ trái tim đến trái tim. Và cái thứ hai nữa là nó mang cái tính khoa học và tiến bộ. Khoa học, rất là khoa học, biện chứng. Và vì thế nên là tôi cảm thấy là vô cùng quý giá khi mà được tiếp cận tới với khoa học này. Cảm ơn chị rất nhiều. Rất quý giá. Xin cảm ơn cô. Công việc của cô. Chị là chị làm mà nghiên cứu. Tôi là giáo viên cấp 3, giáo viên phổ thông, sau đó thì tôi chuyển sang viện nghiên cứu, nhưng sau khi cơ quan nó chuyển đi Đà Nẵng. Thì là tôi chuyển về làm tự do, làm cho biên tập cho một công ty tư nhân. Và tôi kinh doanh ngoài. Chị đã từng là tham gia những cái công trình nghiên cứu về giáo dục? Có. Tôi từng tham gia nghiên cứu về những cái dự án xóa đói giảm nghèo hoặc những cái dự án phát triển về văn hóa tại vùng Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Tại vì là viện của tôi trước là Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên. Viện nghiên cứu về khoa học xã hội. Thế và tôi nghĩ là cái dự án của chị nó hết sức là mang lại giá trị nhân văn hết sức là to lớn. Tôi mong rằng là tôi có một cái lời chúc cô Ái Liên luôn mạnh khỏe và luôn giữ cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình để truyền lại những cái gọi là những cái kiến thức, những cái nhiệt huyết của mình để cho tất cả những cái phụ huynh của Việt Nam, rồi thì những cái bạn trẻ được học hỏi. Trẻ em Việt Nam thì có những cái môi trường sống trong gia đình và sống trong nhà trường nó tốt hơn.
hơn, được chăm sóc tốt hơn, đầy đủ, kể cả về vật chất, về tinh thần. Tôi nói đây là về giá trị tinh thần và cái giá trị rất là lớn lao. Xin cảm ơn chị rất nhiều.